hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Này, cô dám quay lén tôi đúng không? Cô ơi, cháu quay mặt cháu mà. Nhưng mà mày quay vào hình tao rồi là vi phạm quyền riêng tư của tao, đền 5 triệu. Cô nhìn đi, chứ mày không hề có mặt cô luôn. Chắc chắn lúc tao không để ý mày xóa đi rồi. Ồ, chứng cứ đây, cô nhìn đi. Chứng cứ này. Cô ơi, hỏng hết điện thoại của cháu rồi. Hỏng hết rồi, cô đền cho cháu đi. Bố mẹ mày không dạy mày kính lão đắc thọ. Thôi coi như hôm nay xui đi, không cần đền nữa. À? Mày đi đâu, đứa à? Rồi, quay lén người già, bắt nạt người già đến đây. Con đền tiền cho cô được chứ gì. Nhưng mà con chỉ còn 500 nghìn thôi. Đây, cô cầm lấy đi. Thằng lửa ưa nặng. Mẹ ơi! Vào kia hộ con cái lưng với! Ừ, cho mẹ tí! Mẹ ra ngay đây! Đến kỳ lưng mà anh vẫn phải gọi đến cần tí tôi nữa. Em giận anh nữa. Chẳng phải là bây giờ anh đang ở đây với em là gì? Mày dùng bao cao su à? Thảo nào mãi tao không có cháu nội. Này thì bao cao su, bao cao su nhá. Để xem chúng mày có tránh thai được với tao không nhá. Nào, để mẹ đút cho con miếng nữa này, ăn nào con. Đấy, ngoan quá. Nào, miếng nữa này con. Nào. Chướng mắt, tôi chưa được ai hầu đến tận miệng như thế đâu nhá. Úi dồi ôi, dồi ôi, con định làm bỏng chết tôi đi à? Bà quá quát vừa thôi, tôi cũng chịu được bà đủ rồi. Mày, mày. Vợ ơi, sao? Đi đâu đấy? Đi đâu đấy, mặc kệ nó. Để mẹ lấy cho con vợ khác, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn hơn nó. Mẹ buồn cười thật đấy. Vợ con ấy chỉ có một người duy nhất là Châu thôi. Con đi kiểm soát con đến bao giờ nữa? Sam. Đánh đuôi ra, nhường cho chỗ cho người già. Này, mày vừa ném ai hả? Mày bắt nạt người già đúng không? Cháu xin lỗi ạ, tại cháu trượt chân ạ. Tao nhìn rõ ràng mày ném, tức là mày ném. Nhưng mà cháu bảo là cháu xin lỗi bác mà. Bố con nhắm mắt dậy. Sao bác khó tính thế nhở? À, mày dám thả mồm à? Ôi là nước ơi, giờ đây mà xem này, bây giờ nó lớn, nó bắt nạt người già này. Ôi dồi ôi, bỏ cháu ra. Bắt dây. Bác đưa thả cháu ra đây. Mày đưa đây. Tao để đây, để xong mày lại ném tao à? Hôm nay cháu của bà đứng thứ nhất lớp đúng không? Cháu đứng thứ hai mà. Đứng thứ nhất lớp chứng tỏ là con ông cháu cha rồi. Chào cháu đi đâu đấy? Dạ, cháu đi mua cho bà cháu cái áo mới ạ. Đâu để bác xem nào. Dăm bà cái váy dởm đời. Sau này nam của bà lớn lên mua cho bà toàn đồ xịn nhở? Cháu á, bây giờ lương tháng 50 triệu cơ. Giỏi nhờ. Thôi ngồi đây để bác vào, bác lấy ly nước cho uống nhá. Cho mày mắt chết đi. Này uống đi. Mặn quá. Mặn cho chết cô đi. Đi làm lương tháng 50 triệu mà cứ ra vẻ. Sau này cháu nội của tôi á, làm 500 triệu một tháng. Nam, con đi đâu để bà lo suốt phó đi được. Người xuất sắc như tôi làm gì có một người bà quê mùa như thế này. Tôi phải tìm một người bà xứng đáng với tôi. Nam, kìa Nam, Nam ơi, Nam. Khuyên tai của cô đẹp thế, chắc lắm lắm cô nhở?
đôi này ăn nhầm gì? Ở nhà cô còn có mấy đôi bằng kim cương ấy, đẹp hơn nhiều. Ôi, cô có nhìn thấy đôi khuyên tai con mới mua để ở đâu không ạ? Chắc là con vứt ở xó nào, lát nữa cô tìm cho nhá. Bỏ cái đôi khuyên tai nó làm loạn lên. Con đi công tác một tuần, cô ở nhà trông nhà giúp con nhá. Cháu cứ yên tâm. Ai đây? Thợ sửa nước ạ. Nhưng mà nhà tôi có thuê người thợ sửa ống nước đâu. Căn này đã bị tắc nước ạ. Nó khiến ảnh hưởng đến đường ống nước của cả tòa nhà. Thôi được rồi, cậu vào đi, nhà vệ sinh đằng kia kìa. Mất khẩu với thẻ ra đây. Không phải của tôi đâu ạ. Rồi không à, mụ không biết này. Hôm nay nhá, tôi cho mụ biết luôn nhá. Làm thế hả cháu? Sao ăn mặc gì mà ngắn thế này? Cháu làm công việc gì thế? Cháu làm văn phòng thôi ạ. Thế mà cô lại cứ nghĩ cháu làm công việc ấy ấy. Thôi cháu ăn mặc này cứ nghĩ thế cũng phải thôi. À, công ty cháu lại không yêu cầu quá khắt khe về trang phục cô ạ. Này, cô nói thật nhé. Người thực tế không ai ta ăn mặc như thế này đâu. Đừng có mà chối. Cô là cô tinh lắm. Làm về muộn như này chứng tỏ là lại con gái không ra gì rồi. Ở đây á, không chứa cái loại con gái chuyên môn cặp kè nhá. Đây là chung cư không phải nhà thờ nhá. Cô đừng có vu khống cháu. Cháu làm ăn tử tế đàng hoàng không cặp kè với ai hết. À, cô đừng có quay nữa. Mày uống bát nước canh này đi. Mẹ hầm thuốc nam cho đấy, đảm bảo đẻ con trai. Con đang đau bụng lắm, con không muốn uống đâu. Uống đi. Phải đẻ được con trai, phải đẻ được con trai. Dứt khoát được cháu đích tôn cho tôi. Mẹ. Ừ? Mẹ đang làm gì đấy ạ? Con còn chưa biết là con trai hay con gái mà. Mẹ chuẩn bị trước cho cẩn thận thôi. Chứ mẹ biết chắc là đẻ 100% là con trai rồi. Chìa khóa vàng là sinh con trai, con chìa khóa xanh là sinh con gái, tự bà quyết định. Ôi, để bà xem thằng cháu đích tôn của bà nào. Ơ, sao lại là con gái? Để xem nào. Chìa khóa xanh à? Mình nghĩ rằng thấy bói nó lừa rồi. Trời ơi. Mẹ, mẹ ơi. Ai cho cậu đỗ xe đây? Ai cho cậu đỗ ở chỗ đi lại của tôi hàng ngày hả? Đây là chỗ tôi bỏ tiền ra để đỗ xe. Không đỗ xe ở đây thì đỗ ở đâu? Vớ vẩn. Xe này, xe này, xe nhá, nhá. Này này, dây tôi bảo. Dạ, sao đây bác? Sao đĩa bún nhà cô đầy tóc như này hả? Con xin lỗi ạ, để con đổ cho bác suất khác. Không những đổi mà phải miễn phí suất khác cho tôi. Vâng ạ. Đi nhanh lên. Bác đợi con một xíu. Xin đừng bắt tôi ạ. Bà làm nhiều điều xấu xa như vậy thì xuống dưới địa ngục.